Xin kính chào quý vị khán giả của Tâm Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Trong những năm tới, các bệnh viện tại Séc sẽ phải thay thế hàng nghìn y tá đa khoa sau họ đã đến tuổi nghỉ hưu. Trước tình trạng này, ở Sokolov sẽ mở một trường đại học tư thục từ tháng 9 năm nay. Những người quan tâm có thể nộp đơn chậm nhất là đến ngày 21 tháng 8. Ban quản lý thành phố muốn thu hút thêm nhân viên y tế đến khu vực, do đó các y tá đang làm việc trong bệnh viện có thể đạt được trình độ học vấn cao hơn mà không cần phải đi đến những nơi xa. Tòa thị chính cũng đang đàm phán với vùng Karlovarsko về khả năng có chương trình học bổng. Trong tương lai sẽ còn những bài giảng về lối sống lành mạnh và cách phòng ngừa cho người dân. Các tòa án ở Cộng hòa Séc đang ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Trung bình, thẩm phán giải quyết một vụ kiện dân sự mất nửa năm. Theo đó, thời gian xét xử đã rút ngắn 13 ngày so với năm ngoái. Trong 10 năm qua, các tòa án đã đẩy nhanh quá trình ra quyết định của mình trung bình 5 tháng. Trong thời gian từ lập bản cáo trạng cho đến khi tuyên án cũng ngắn hơn, trung bình là 3 tháng rưỡi. Thậm chí, nhờ tội phạm giảm trong thời gian dài, các tòa án cũng ghi nhận số vụ hình sự giảm 8.000 vụ so với 10 năm trước. Hiện tại, các tòa án ở Séc có tốc độ xử lý nhanh nhất trong lịch sử. Vào thứ Sáu tuần này ở Paris sẽ bắt đầu diễn ra Thế vận hội Olympic. Tại Séc cũng sẽ diễn ra một sự kiện đồng hành chính thức tại Hồ Mos. Hiện tại một bản sao của tháp Eiffel đã được lắp đặt bên hồ và sẽ dựng ở đó ngay cả sau khi Thế vận hội kết thúc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối thứ Năm và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Séc. Một cuộc diễu hành của các vận động viên sẽ đi qua thành phố. Khu vực này sau đó sẽ mở cửa cho du khách vào thứ Sáu. Công viên Olympic sẽ mở cửa trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Paris, tức là từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Du khách đến công viên có thể thử hơn 50 môn thể thao khác nhau. Du khách cũng có thể sử dụng phương tiện công cộng để đến lễ hội. Ngoài ra còn có 3 khu vực đậu xe ô tô và một phòng giữ xe đạp. Vé vào cửa lễ khai mạc là miễn phí. Du khách chỉ cần đăng ký trên trang web của lễ hội. Vào những ngày khác, vé có sẵn. Chẳng hạn như vé gia đình cho 2 người lớn và 2 trẻ em có giá 400 kron. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communication, các nhà khoa học từ Trung Quốc và Bỉ cho rằng có khả năng hình thành một lớp kim cương trên bề mặt sao Thủy. Lớp này được cho là dày khoảng 11 dặm, tương đương 17 km và nằm sâu bên trong bề mặt sao Thủy. Trước đây, các nhà nghiên cứu cho rằng nhiệt độ và áp suất của lớp phủ sao Thủy chỉ đủ để carbon hình thành than trì, vốn nhẹ hơn nên nổi lên bề mặt và tạo ra các mảng tối. Tuy nhiên, đánh giá này vẫn còn nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, độ sâu của nguồn carbon hình thành than trì đó vẫn chưa rõ ràng, tùy thuộc vào một loạt các yếu tố về áp suất và nhiệt độ. Các vật liệu carbon cũng có thể hình thành kim cương. Một đại dịch mới khó tránh được và có thể gây ra thiệt hại lớn khi xuất hiện ngày càng nhiều loại bệnh truyền nhiễm mới. Đây là cảnh báo của một nhà vi trùng học nổi tiếng Hồng Kông, Trung Quốc, ông Yuan. Nhà nghiên cứu và bác sĩ nổi tiếng là người có kinh nghiệm chiến đấu với những loại virus nguy hiểm nhất. Sau đó, ông cho rằng việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện phải là ưu tiên hàng đầu. Cũng theo chuyên gia này, việc dân số thế giới gia tăng nhanh chóng và tình trạng biến đổi khí hậu có ảnh hưởng rất lớn. Theo dữ liệu của Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu EU, ngày 21 tháng 7 vừa qua là ngày nóng nhất từ trước đến nay trên toàn cầu. Số liệu cho thấy nhiệt độ trung bình bề mặt không khí toàn cầu đo được vào ngày 21 tháng 7 là 17,09 độ C, cao hơn so với mức kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 6 là 17,08 độ C. Trong tuần qua, các đợt nắng nóng đã thiêu đốt nhiều vùng rộng lớn ở Mỹ, châu Âu và Nga. Theo Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu của EU, kể từ tháng 6 2023, đã 13 tháng liên tiếp nhiệt độ trung bình hàng tháng đều ghi nhận cao nhất lịch sử. Một số nhà khoa học cho rằng năm 2024 có thể vượt qua năm 2023 trở thành năm nóng nhất. Theo CNN, trong ngày 23 tháng 7, Kimberly Chalker đã từ chức sau phiên điều trần trước Quốc hội liên quan tới việc ứng viên Cộng hòa Donald Trump bị bắn khi vận động tranh cử ở Pennsylvania. Trước đó, bà Chalker đã thừa nhận cơ quan mật vụ Mỹ đã thất bại trong việc bảo vệ cửa Tổng thống Trump, nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng nhất của cơ quan này trong nhiều thập niên. Truyền thông Mỹ cho biết kể từ khi ông Trump bị bắn vào ngày 13 tháng 7, đã có rất nhiều nghị sĩ Mỹ lên tiếng yêu cầu bà Chalker từ chức. Hiện tại, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chỉ định Phó Giám đốc cơ quan mật vụ Ronald Grover làm người thay thế. Trong ngày 24 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức đã có quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp trong vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về việc tranh chấp hợp đồng thi công tại công trình ở đồi Cù Đà Lạt. Trước đó, ngày 17 tháng 6, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường tòa nhà câu lạc bộ golf tại sân golf đồi Cù để thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ hai tòa nhà vi phạm trật tự xây dựng ở đây. Tuy nhiên, ông Trần Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng gia Đà Lạt đã đưa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 16 nói trên. Các cơ quan chức năng đành hoãn việc cưỡng chế ra về. Tại sân golf đồi Cù có hai công trình vi phạm trật tự xây dựng với tổng diện tích hơn 20.000 m² và theo kế hoạch của cơ quan chức năng, việc tháo dỡ kéo dài trong 2 tháng với chi phí hơn 32,2 tỷ đồng.
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.